Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi phai vào thương nhớ, những đêm mưa tinh nhỏ gợi nhớ tuổi học trò. Tâm tình thương hay có, trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Tranh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình chê. Một người sang ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia đi có gì vui. Trời mưa nghe ra buốt con tim, dù em vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời thương nhớ, thâu trăng mưa tinh nhỏ, nuôi nấng cả một đời. Mối tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào. Xin được mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với cửa hàng thanh Michael Audio, lại tiếp tục với những bộ karaoke chính hãng đến từ thương hiệu AV Pro các bác nhé. Full đồng bộ cấu hình này thì đã được set up rất là chuẩn, cũng như là ký hiệu và test trước khi vận chuyển về lắp đặt cho chị Quỳnh Anh các bác nhé. Chị Quỳnh Anh ở trên Lạng Sơn đây có nhận tiền cọc của chị, thì chị cũng đã theo dõi kênh cũng khá là lâu và cũng quyết định sở hữu một bộ karaoke để hát Tết đó. Đây chị cũng đã có chuyện ok chuyển khoản rồi bác đó, rất là cụ thể như vậy các bác nhé. Thì với cái cấu hình này thì bây giờ em sẽ chi tiết hơn để các bác cùng tham khảo nhé. Đầu tiên đó là đôi loa MS 112 các bác nhé, dòng bass 30 một kèn đó, một sub bass 30 mặt trước các bác nhé, sub điện, sub trợ hỗ trợ để nghe tiếng bass đầm hơn và hay hơn các bác nhé. Đẩy AV Pro model là DH500, dòng đẩy này là đời mới nhất các bác nhé. Mạch cắt hát cũng như là có hiển thị chế độ đánh độ nhạy là 0,7 và nhiệt độ đó. Nhiệt độ khi hoạt động công suất bao nhiêu thì nhiệt độ sẽ hiển thị luôn ạ. Và sẽ chỉnh vế phải, vế trái ở trên mặt này các bác nhé, chỉnh cơ, màn hình hiển thị số. Và ở đây một cái quan trọng nhất đó là chiếc vang AV Pro S880P, dòng vang này hỗ trợ hát cũng như nghe nhạc thì cực kỳ là hay, đặc biệt là setup chuẩn các bác nhé. Thêm một cái nữa, dòng vang này gọi là siêu dễ chỉnh cho các bạn, siêu dễ chỉnh nha các bác nhé, chỉnh dễ hơn cả vang cơ và chất lượng lại hay hơn vang cơ rất là nhiều với cái phân khúc giá tầm vang cơ thôi, ok chưa ạ. Và tiếp theo đó là bộ mic quen thuộc với các bác rồi,
KM600. Mic này hát rất là nhẹ, tiếng rất là thanh các bác nhé. Đồng bộ như vậy được bảo hành đến 12 tháng các bác nhé. Đó, full mới đồng bộ, chất lượng và hay. Vâng, rất là cảm ơn chị Quỳnh Anh rất là nhiều. Mai thì anh em sẽ cho người lên là lắp tận nơi cho chị. Các bác nào có nhu cầu với một cái cấu hình đồng bộ như vậy thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434 361 các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là sử dụng các dòng sản phẩm bên cửa hàng. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.